tiếp cũng đã vươn lên vị trí thứ 6 với 10 điểm. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Văn Dần đã nổi còi để trận đấu giữa FB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An có thể bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì FB Đà Nẵng trong trang phục áo cam quần đen tất cam giữa FB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Hai trận đấu còn lại sẽ diễn ra vào khung giờ 18 giờ, đó là Nam Định trên sân nhà gặp Viettel. Trong đội hình của họ thì tất cả các cầu thủ ngoại binh đều là những người con của quê hương xứ Nghệ. Như vậy là trận đấu đã được tạm dừng để dành cho quãng thời gian cooling break. Đã anh Tuấn đang ôm mặt đau đớn. Có vẻ như Tuấn gặp vấn đề với cái cổ chân trái. Chúng ta hãy cùng xem lại góc quay này. Đúng là như vậy. Trong nỗ lực cứu bóng thì cổ chân phải của Đinh Xuân Một của đội giữa FB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An rất chính xác. Không được. Oseni đã ngã trong tình huống tranh chấp với Lương Duy Cương. Lương Duy Cương đã có một pha tranh chấp rất hợp lý, va chạm vừa đủ để Oseni không có được tư thế dứt điểm tốt nhất, nhưng không quá lộ. Tiếp tục lại là một tình huống phòng ngự tốt nữa của Lương Duy Cương. Sông Lam Nghệ An đang tăng tốc và bây giờ thì đã có chiếc thẻ vàng đầu tiên của trận đấu được rút ra. Có vẻ như đó là Võ Ngọc Toàn. Võ Ngọc Toàn đã phải phạm lỗi sau tình huống đột phá của Xuân Tiến. Chúng ta cùng xem lại tình huống xử lý khá hay của Đinh Xuân Tiến đối đầu gần đây. Đinh Xuân Tiến cú đá căng là rất khó chịu của tiền vệ 19 tuổi bên phía Sông Lam Nghệ An. Cú đá kỹ thuật đưa trái bóng đi đập đất rất khó chịu, nhưng may mắn cho FB Đà Nẵng là trái bóng đi chạy cột dọc. Cũng giống như các cầu thủ trẻ của FB Đà Nẵng thì đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp Đinh Xuân Tiến được thi đấu trong đội hình chính thức của Sông Lam Nghệ An và FB Đà Nẵng. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Rất tiếc là Phạm Đức đã hơi giật mình trong tình huống đệm lòng cận thành vừa rồi. Các cầu thủ phòng ngự bên phía FB đã xử lý không tốt ở nhịp phá bóng đầu tiên. Bóng bật đến vị trí của Phạm Đức. Chúng ta cùng xem lại pha ném biên ấn tượng của Hồ Văn Cường. Văn Hữu công nhật phi hoàng. Đình Duy, khá hay, Đình Duy, phi hoàng, phi hoàng. Những cầu thủ trẻ của FB Đà Nẵng đã lên tiếng vào phi hoàng. Cầu thủ trẻ nhất của FB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay đã có bàn thắng đầu tiên. Tấn sâu vào khu vực cấm địa để dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Có lẽ lỗi thuộc về Thái Bá Sàng đã có những tác động khôn ngoan đến từ Đình Duy. Đường chào bóng rất vừa tầm của Duy và pha thảo bóng khôn ngoan của Phi Hoàng. Đình Duy đã chào bóng rất vừa tầm và Phi Hoàng cũng đã có một nhịp đảo chân bỏ bóng rất khôn ngoan để loại bỏ Quế Ngọc Hải. Xuân Tiến, Olaha, Xuân Tiến rất nhịp nhàng. Hồ Văn Cường không được. Quả tạt của Hồ Văn Cường đi hơi cao so với đà bật nhảy của Oseni. Chúng ta cùng xem lại. Đường truyền là của Đinh Xuân Tiến. Một đường tuyển truyền mang nhãn quan chiến thuật rất cao. Vẫn là Đình Duy. Đình Duy, Phi Hoàng. Dứt điểm. 2-0. Ngôi sao Phi Hoàng đang giúp cho FB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Lỗi đương nhiên rồi, thuộc về Hoàng Văn Khánh.
phán đoán không tốt điểm rơi của trái bóng và có một tình huống can thiệp không hợp lý. Còn sau đó là nỗ lực của Đình Duy. Và phần còn lại đó là Phi Hoàng. Chúng ta cùng xem lại nỗ lực tuyệt vời của Đình Duy. Đình Duy đã hai lần tạo ra được những cơ hội cho Phi Hoàng. Và với Phi Hoàng thì pha xử lý có lẽ Đình Tiến. Hồ Văn Cường leo biên rất tốc độ. Nỗ lực của Hồ Văn Cường nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sông Lam Nghệ An. Hy vọng lại được thắp lên dành cho đội bóng xứ Nghệ. Chúng ta cùng xem lại đường truyền kỹ thuật của Đình Tiến và nỗ lực tuyệt vời của Hồ Văn Cường. Oseni đã cho thấy được đẳng cấp của một cầu thủ đã từng giành danh hiệu vua Phan Lý. Đình Duy qua. Đình Duy, Phạm Đình Duy, vẫn là Phạm Đình Duy. Không vào. Quá tiếc cho Đình Duy với tình huống dứt điểm vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này, một tình huống phá bóng của Kone. Nhưng Đình Duy đã có một pha di chuyển thông minh, lôi kéo được Hoàng Văn Khánh và sau đó xoay người rất nhanh để thoát đi. Quế Ngọc Hải nỗ lực quay về để can thiệp cũng không kịp trước tốc độ và sự càn lướt của Đình Duy. Những nhịp đẩy bóng cũng rất vừa vặn. Chỉ tiếc là cú nghiêng người cứa lòng của Duy lại không thể đưa trái bóng vào khung thành trống. Cánh trái đang có cầu thủ băng lên. Rất vừa tầm. Có phải là Vi Hoàng? Suýt nữa thì Vi Hoàng có được hat-trick trong trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu vẫn còn và vẫn còn cơ hội cho cả hai đội bóng. Tiếp tục lại là bộ đôi Đình Duy và Phi Hoàng tạo nên những cơn sóng gió. Vẫn là các thủ FC Đà Nẵng. Phi Hoàng, Đình Duy. 3-1. Và bàn thắng của Đình Duy chắc chắn là đã nhấn chìm Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5. Tuyệt vời với nỗ lực của các cầu thủ trẻ bên phía FC Đà Nẵng. Bộ đôi Phi Hoàng và Đình Duy đã phối hợp với nhau để hạ gục Sông Lam Nghệ An trong trận đấu ngày hôm nay. Đình Duy chuyền bóng cho Phi Hoàng ghi hai bàn và ở bàn thắng thứ ba thì Phi Hoàng là người đã đáp lễ Đình Duy bằng một đường chuyền giòn cỗ. Một trận đấu hoàn hảo dành cho thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Một nỗ lực tuyệt vời dành cho các cầu thủ trẻ của FC Đà Nẵng ở một vị thế khó khăn, ở một thế trận có thể nói là hiểm nghèo, mất người và đang ở tư thế khó, nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ FC Đà Nẵng đã giúp cho đội bóng Sông Màn có được 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này.